Hello, buổi vui lại xin thằng Ái chào các bạn. À, mình à, như cái à, à, mình đề ở à, cái tiêu đề đó ha là có một cách để các bạn à, qua Đức du học nghề à, đi với cái à, visa là au pair chèn tiếng Đức là au pair chèn dịch ra tiếng Việt mình tức là mình qua Đức mình sẽ giữ trẻ cho một gia đình người đức thì mình để hai đường linh của hai bạn nữ này à, hai bạn ấy đã đi theo cái uh, hình thức này và đều đã già học nghề và hai bạn thì một bạn học uh, nghề là mình để hai đường linh ha à, một bạn uh, là học nghề uh, nhà hàng khách sạn thì mình để uh, một đường lên nữa là của một bạn học uh, nghề làm uh, bên điều dưỡng, thì hai bạn ấy đều đã uh, học nghề hết rồi. Tức là sau thời gian mà uh, đi trong trẻ đó, thì theo mình biết nha, mình nói những gì mình biết thôi. Còn trong cái quá trình uh, vừa rồi người ta có thay đổi cái gì mới không mình cũng không biết, các bạn nên hỏi hai bạn này. Mà để hai đường link thì các bạn có thể vào Nếu mà bạn nào chưa biết về cái chương trình này Thì có thể vào comment và hỏi hai bạn này Và có một uh, Cháu gái là Nói chuyện với mình á Qua Trên mạng trao đổi với mình á Thì cháu ấy cũng có cái thiện hướng là đi theo uh, Cái chương trình này Thì bạn đi theo chương trình này Bạn nhớ là bạn phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học ha. Chương trình này người ta không không biết có đòi cái bằng đó không mình không biết. Nhưng mà mình nói là cái tiêu chí để du học nghề ở Đức á là bạn phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Nếu mà à, bạn trẻ nào chưa có bằng tốt tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc là tương đương á như là bằng bổ túc á thì các bạn nên cố gắng lấy được cái bằng đó rồi mới đi theo du học nghề ha thì mình thấy cái lợi ích của cái uh, đi theo chương trình này á thì theo mình uh, một bạn trẻ chia sẻ với mình á là bạn ấy nói là nếu mà đi uh, tự mình làm hồ sơ tức là lên mạng uh, tìm kiếm hợp đồng tự mình làm hồ sơ với một cái gia đình uh, người đức á thì mình nói qua luôn cái chương trình này nếu mà bạn nào chưa rõ uh, thì mình nói qua chương trình này tức là bạn sẽ làm một hợp đồng với một gia đình người đức gia đình ấy người ta có con nhỏ có con còn nhỏ chưa đi nhà trẻ hoặc là đi nhà trẻ đang đi nhà trẻ thì người ta um, bận đi làm người ta cần một người là qua ở trong gia đình họ luôn luật của đức ha là nếu mà họ ký hợp đồng với bạn theo cái chương trình này thì người chủ của gia đình đó người chủ của gia đình đó có thể là hai vợ chồng có thể là mẹ độc thân nuôi con hoặc là bố độc thân nuôi con gì đó mình không rõ chỉ biết là gia đình đức thì các bạn phải hỏi hai cái bạn đã đi đó mà đường lên mình để dưới hỏi các bạn ấy xem thì theo mình biết ở đức là có nhiều mẹ độc thân nuôi con ha thì người ta vì bận đi làm cho nên là người ta phải thuê một người qua trong trẻ thế còn người nước ngoài qua trong trẻ cho người ta thì người ta phải trả lương cho bạn mức lương đó là chính phủ có quy định dường như là mình không không biết bao nhiêu đâu và bạn phải hỏi hai bạn này nhưng mà không có cao nhưng mà bạn được hưởng vậy nè là nó giống như visa đầu ép vậy đó là bạn được hưởng là người ta phải cho bạn một phòng ở trong cái căn nhà của người ta hoặc là chỗ ở nào đó mình không không rõ trong cái hợp đồng nhưng mà nghĩa là người ta phải lo ăn, lo chống ăn, à, lo chống ở, à, lo ăn cho bạn, bao ăn ở gọi là bao ăn ở và thường là ở trong gia đình của người ta luôn. phải có phòng riêng cho bạn. rồi à, trong tuần á bạn phải được nghỉ theo luật lao động của đức, dường như là hai ngày hay một ngày gì đó bạn phải hỏi hai bạn ấy. À, một năm bạn có ít nhất cũng phải 20 ngày phép tức là 20 người là 20 ngày đó bạn vẫn ở trong nhà người ta hoặc bạn muốn đi chơi bạn làm gì làm người ta vẫn phải trả lương mà bạn không phải trong em nữa <laughs> thì một cháu đã cho mình biết là hiện tại cháu tìm hiểu thì cái giá của nó là nếu mà tự tìm hồ sơ tự lên mạng tìm hồ sơ ký thẳng hợp đồng với gia đình người Đức á, thì mất khoảng là 20 triệu còn nếu mà qua công ty tư vấn á, thì mất gấp đôi là khoảng 40 triệu đó thì với cái 20 triệu hoặc là 40 triệu này bạn qua Đức thì chi phí rất là uh, rất là bèo <laughs> so với là hai ba trăm triệu nếu mình đi với cái bằng B1 rồi mới uh, ký hợp đồng mới qua đây uh, học nghề ha nhưng mà theo mình biết cách đây 10 năm á thì Chương trình này có lâu rồi Thì theo mình biết thì cách đây 10 năm là Giới hạn của độ tuổi này là tới 23 thôi Và hầu hết là người ta Nhận nữ không biết có nhận nam không Mình không rõ Các bạn phải lên mạng tìm coi à, Tức là giới hạn độ tuổi 23 Giới hạn là Giới tính là nữ thôi Trước đây nha Còn bây giờ mình biết xin lỗi các bạn nha hắc hơi á chắc có ai nhớ đó. ông bà mình nói mà mình nó hơi có ai nhớ á à, chắc là bố mẹ nhớ đó. chứ vợ có rồi lấy đâu có người tình đâu mà nhớ ha các bạn ha à, chắc là hay là công việc sếp nhắc ngày mai mày có đi làm không mai mà, mà buổi trí ở nhà cái sếp quýnh quán lên ha rồi mình nói tiếp à nghĩa là bạn ký hợp đồng có những cái quyền lợi của bạn rõ ràng trong đó người ta phải bao ăn bao ở thì mình thấy cái này à, cái giá bèo như thế này rất là tốt cho các bạn nào à, mà cái kinh tế mình không có nhất là các bạn nữ ha rất là tốt nhưng mà các bạn cũng phải bỏ ra tiền để đi học ngày xưa tại vì bạn mình cũng lập gia đình với một cô gái cũng đi qua theo diện này qua diện là ông đó thì hồi đó mình có trao đổi thì cái cô gái ấy có nói cho mình nghe là tuổi phải tới là ta hai mươi ba thôi tiếng đức phải là bạn a 2 đó thì bạn các bạn cứ liên lạc với hai bạn này hai bạn ấy vừa vừa đi xong với cái chương trình này thì hai bạn ấy rất rõ hơn mình, mình chỉ thông báo cho các bạn biết là có cái chương trình này là mình thấy nó hợp lý với các bạn nữ mà cái kinh tế mình không có được gọi là dồi dào quá, thì mình qua đây thì mình nói cái mặt thuận lợi của nó là uh, chi phí thấp nè, uh, cái mặt thứ hai á, là chỉ cần bằng A2 nè, Đó. Uh, cái mặt thuận lợi thứ ba là giống như hai các bạn ấy chia sẻ thì uh, bạn được ở trong gia đình của người Đức đó thì bạn sẽ uh, thường cái lao động này là uh, hợp đồng có giá trị một năm uh, dường như không có gia hạn hay sao á uh, thì mình nói uh, luôn lúc trước khi mà uh, trước năm 2020 khi mà chưa có cái chương trình mở rộng của du học nghề á. Thì những ai đi theo diễn này á, à, giống như cái cô gái đó mà nói chuyện với mình, đã, đã lập gia đình với bạn của mình á, thì có chia sẻ là những ai đi theo diễn này thì hết, hết hợp đồng là phải trở về. Cho nên là khi mà à, hầu như lúc trước là các bạn ấy qua thì trong suốt một năm mà giữ trẻ đấy các bạn ấy là phải lo sốt sắn kiếm <laughs> kiếm chồng <laughs> kiếm chồng thì cái cô ấy cũng đã gặp ông bạn mình <laughs> anh bạn mình cũng đang muốn là kiếm vợ thế là uh, duyên nợ hai người đã gặp nhau thì các cô ấy phải sốt sắn kiếm chồng bởi vì khi visa hết hạn là phải uh, trở về việt nam cho nên số sắn kiếm chồng để khi giao khi visa vừa chấm dứt thì mình cũng có một cái uh, hôn phối tại đức thì sẽ được ăn theo chồng đó và người ta rút ráo tìm kiếm nào là tìm chồng người việt cũng có tìm chồng người đức cũng có tức là tìm những người có giấy tờ hợp pháp định cư tại đức có thể bảo lãnh mình tiếp tục ở lại uh, khi visa này hết hạn đó là có một cái áp lực áp lực là phải kiếm chồng nếu mà có muốn ở lại đức mà thường là người ta qua đây vì mục đích là muốn ở lại đức lâu dài các bạn đó là trước năm 2020 còn từ năm 2020 trở lại đây thì các bạn thấy là hai các bạn nữ mà mình để cái đường link ở dưới là các bạn ấy đã đi theo chương trình này và các bạn ấy đã khi visa này hết hạn thì trước đó các bạn ấy đã học tiếng Đức tới bằng B1 và các bạn ấy uh, đăng ký học nghề luôn thì nước Đức đã uh, nghĩa là nới nới rộng cái visa đó tức là tiếp nối visa đó là visa học nghề nếu như bạn đủ điều kiện để học nghề cho nên mình uh, cho nên tại sao vào đầu video mình nói các bạn hãy cố lấy được bằng phổ thông trung học rồi mới đi theo visa này thì cái uh, cơ hội để bạn tiếp tục ở lại Đức là chắc chắn ha thì mình nói là mục đích ngày trước các bạn nữ qua là để uh, để là bước đệm cái visa đó là bước đệm để qua đây phải sốt sắng tìm chồng <laughs> còn bây giờ là các bạn may mắn hơn là nước Đức đồng ý là visa đó hết hạn thì các bạn được phép tiếp tục học nghề không bị một cái áp lực là mình phải lấy chồng <laughs> lấy chồng uh, nó duyên nợ rồi bị cái áp lực là nhiều khi cái người chồng đó mình lấy đại Mình lấy gì giấy tờ Chứ không phải mình lấy gì tình yêu Mình không phải lấy gì xây dựng gia đình Rồi cái duyên đoạn nó đẩy mình tới Rồi uh, mình lấy mà trong tâm hồn mình Thì uh, Giống như các bạn uh, Gái đó chia sẻ với mình là Đối với em á, Mà lãng mạn trong tình yêu Là không có đó, Mình nghe mình cũng xót xa các bạn <laughs> Ha, Em là lấy chồng vì thực tế Chứ mà uh, cái lãng mạn của hai người khi đang yêu nhau là không có rồi đó rất là tiếc ha một một đời chúng ta có những giây phút lãng mạn để trước khi già bước vào hôn nhân mà mà chúng ta không được trải uh, qua những cái điều đó không được tận hưởng những giây phút ngọt ngào của lãng mạn yêu đương thì cả một một đời cũng là uh, một sự mà nuối tiếc ha nhất là các bạn nữ, <laughs> các bạn nào mà thích lãng mạn, mà mình thấy hầu như nữ là ai ai không thích lãng mạn, <laughs> ha, ai không thích ngọt ngào, thì mình nói tiếp, mình cứ hay lăng mang rồi, uh, cái thuận lợi uh, hai thuận lợi thứ nhất là uh, giá uh, giá cả thấp nè, thứ hai là uh, chỉ học a 2 thôi nè, thứ ba là được ở trong nhà tây thì mình được tiếp xúc ngay cái văn hóa của người ta luôn, thì những bạn nào như là Uh, ngại rằng là mình mình bị sốc văn hóa uh, hoặc là như cái cháu đó chia sẻ mình là cháu muốn qua trong một năm đó cháu sẽ học được cái văn hóa sẽ tiếp cận được cái văn hóa hiểu biết được cái văn hóa của người Đức thì đồng thời cháu học tiếng Đức uh, trực tiếp trong cái gia đình đó luôn thì uh, khi chuyển qua học nghề là cháu sẽ không gặp khó khăn cháu sẽ gặp thuận lợi hơn không bị sốc văn hóa không bị sốc uh, ngôn ngữ đó, rất là rất là mình mình cảm thấy là giới trẻ bây giờ các bạn ấy rất là khôn ngoan tức là rất là có, 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 cái hiểu biết hiểu biết là sớm hơn cái đời bọn mình ha đời bọn mình đó là bao cấp mà không có giao tiếp nhiều với thế giới rồi đời các bạn bây giờ là tới 4.0 rồi chỉ cần ngồi ở nhà cầm cái smartphone bấm lên là cả thế giới này ngày xưa phù thủy là phải nhìn vô cái cái, cái, cái 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 quả cầu thủy tinh thì mới biết được thế giới có này còn bây giờ màn hình phẳng ha các bạn bấm một cái là biết còn hơn, hơn phù thủy <laughs> biểu hóa không lường thì như hay nhất là các bạn ấy đã uh, đang học phổ thông mà đã tìm hiểu được như vậy thì mình phải nói là uh, các bạn này có cái um, nghĩa là có một cái định hướng rất là tốt ngay từ mình ngồi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông đã biết định hướng như thế là bạn ấy có nói với mình là uh, con đi với chương trình này á, thì con sẽ được những thuận lợi đó là con còn mình thì cũng nói là sao mà con không không uh, học bằng B 1 rồi qua trực tiếp luôn mà con phải đi mất một năm như thế thì bạn ấy có nói với mình là con đi như thế con thấy là hay hơn phù hợp với con hơn vì con qua là con được uh, uh, tiếp xúc với người Đức đó con hiểu được cái văn hóa của họ rồi con cũng học tiếng ở trong cái gia đình đó thì mình học tiếng dễ hơn thì uh, trong cái đường link mình đưa thì các bạn mà học tức là bạn ấy lấy cái tên là bowling á, bạn ấy học về nhà hàng khách sạn á, thì bạn ấy cái phần cuối video bạn ấy cũng có chia sẻ là uh, bạn ấy đã học tiếng Đức uh, tốt như nhờ rằng là bạn ấy nói chuyện với các uh, con của người Đức rồi bạn ấy cũng mở chương trình mà trẻ em á, chương trình TV trẻ em á bạn ấy xem. Thì mình thấy là cái, cái cách học của bạn ấy giống y như cách học của mình lúc trước là mình cũng là thường xuyên nói chuyện với các em nhỏ và mình cũng thường xuyên coi chương trình trẻ em. Thì tại sao mình nói với các bạn là các bạn mình chia sẻ với các bạn về kiến thức của học cấp 1. À, rồi học cấp 2, học cấp 3. À, thì những kiến thức đó để các bạn khi tiếp xúc với trẻ em thì các bạn sẽ có cái nguồn tư liệu để nói chuyện với các em. Đó mà các em mình nói rồi trẻ em ở Đức nói chuyện rất là chuẩn, phát âm rất là chuẩn tiếng Đức. Nói rất nghe rất là dễ hiểu. Và trẻ em ở Đức các bé rất là cởi mở ha. Bởi vì ờ uh bây giờ mình nói mình nói cái này đi cái đó mà 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 nói sao đi à, mình nói cái video khác về tiếp xúc rồi mình nói cái này cho nó xong đi à, thì mình thấy là các bạn mà Bô Linh mà bạn học về nhà hàng khách sạn á thì cái cách học của bạn á, đã giống y như mình ngày xưa nhưng mà mình ngày xưa thì uh, mình lại không ở trong gia đình người Đức các bạn được cái là các bạn ở trong gia đình người Đức các bạn sẽ biết được cái món ăn của họ luôn biết biết được cái món ăn Đức có nhiều món ăn Đức rất là ngon nha các bạn biết được cái, cái thêm biết thêm được một uh, cái uh, nền ẩm thực nền, nền ẩm thực của Đức ẩm thực của Âu Châu ha rồi bạn biết được văn hóa Đức luôn thì mình thấy cái chương trình này cũng rất là hay cho các bạn rất là rất là tốt cho các bạn đó đó thì mình nói như ba cái mặt thuận lợi đó Uh, rất tiếc là mình chỉ biết là chương trình này dành cho nữ còn không biết nam thật sự bên bên đức á thì nhà trẻ cũng có nam giới các bạn cũng có là anh nuôi dạy trẻ <laughs> cô cũng cũng có thầy nuôi dạy trẻ ha có hết á uh, thì uh, nếu mà có cho chương trình nam giới luôn á thì uh, các anh nam nào á, mà uh, giống như là họ nói với mình là ngại giao tiếp á thì đi theo chương trình này đi ở trong gia đình người Đức cũng sẽ học được cái uh, cách giao tiếp với người Đức văn hóa với người Đức ha thì mình hy vọng là cái chia sẻ của mình nó sẽ giúp cho các bạn có thêm một cái uh, cái hướng để các bạn qua Đức du học nghề uh, có thêm một cái uh, mở ra một cánh cửa uh, tuy rằng là nó chậm một chút các bạn phải mất một năm để uh, làm cái công việc giữ trẻ nhưng mà một năm đó các bạn cũng có lương nè, rồi các bạn uh, cũng học được B1. Có thể học được B2 tại Đức <laughs> ha. Uh, tiếp xúc thẳng với người Đức mà thì uh, cái điều kiện mà học tiếng Đức nó cũng là rất là tốt ha. Uh, uh, chỉ có điều cái độ tuổi nó bị hạn chế cho nên là bạn nào các bạn tìm hiểu lại nếu độ tuổi nó vẫn còn hạn chế như thế thì bạn nào ở trong cái độ tuổi này thì nên suy nghĩ coi mình có đi theo cái chương trình này hay không à, còn nếu điều kiện của bạn mà học được b 1 ở việt nam luôn mà bạn không sợ sắp văn hóa không ấy gì hết thì mình vẫn là à, khuyên các bạn là nên trực tiếp học b 1 tại việt nam và trực tiếp qua đây học nghề luôn đó à, còn bạn nào thấy cái chương trình nó phù hợp tức là mình tìm hiểu được cái văn hóa của người đức cái món ăn của người đức mình thích như thế và độ tuổi mình nó hợp vẫn còn trong cái độ tuổi này à, rồi cái giá cả mà mình đi nó cũng rẻ hơn là mình học B1 thì cứ thực hiện thôi nghĩa là bạn có sự lựa chọn mình thấy là có sự lựa chọn thì mình vẫn luôn có cổ chủ là cứ học B1 rồi qua đây mình vẫn luôn cổ vũ điều đó dường như là mình vẫn còn hơi là uh, bảo thủ hay sao đó các bạn nhưng mà mình thấy cái chương trình này nó rất là hay ha nó hay lắm á uh, mà với các bạn trẻ mà thích khám phá nữa thì nó rất là phù hợp với các bạn ấy tại vì thật ra nếu mà mình như mình đây nè mình ở đây suốt 30 năm hơn mình có sống trong gia đình người nước đâu mình không hề biết là họ nghe uh, cái sinh hoạt của họ họ chỉ kể mình nghe thôi còn thực sự mà trải nghiệm cái vấn đề đó với họ mình không có các bạn ha mình cũng chưa bao giờ mà vào bếp của một người Đức xem họ nấu nướng như thế nào ha chưa bao giờ bởi mình đâu có người Đức nào thân quen đâu các bạn mình chỉ xã giao thôi mình xã giao thì nhiều còn để được họ mời tới nhà không phải là chuyện dễ ha các bạn ha phải thân quen lắm thì mới được ha rồi mình hy vọng là cái chia sẻ của mình sẽ giúp cho các bạn có thêm một cái hướng để mà các bạn qua Đức du học nghề nó tốt đẹp nhất nó uh, hoàn hảo nhất cho các bạn ha uh, mình thấy là hai bạn này đã có những chia sẻ rất là bổ ích cho các bạn đấy thì uh, mong là các bạn chịu khó uh, bàn tay vàng của các bạn ấy bấm vào đường link ở dưới ha và theo dõi hết video của hai bạn này đi mình đã theo dõi hết rồi các bạn ấy nói không có thừa một cái nào hết uh, các bạn mà học uh, điều dưỡng thì bạn ấy uh, có lẽ là mới làm YouTube thì bạn ấy nói nó chưa có được uh, gọi là chưa có được uh, nhân nhuyễn lắm nhưng mà bạn ấy vẫn chia sẻ đầy đủ được ha. Um, giống như mình vậy thôi, lúc đầu làm cũng còn dở hơi lắm, từ từ rồi mình quen rồi mình xem người ta làm rồi mình cải thiện lên ha. Cái quan trọng là cái tâm tư, cái tấm lòng của hai bạn ấy muốn đem cái điều Uh, tốt đẹp đến cho các bạn, cái đó là cái quan trọng ha, uh, cái đó là mình trân trọng, mình trân trọng cái điều mà hai bạn ấy chia sẻ, thì mình cũng mong rằng uh, các bạn qua hai cái đường link đó, qua hai sự chia sẻ này, uh, nó sẽ giúp ích cho các bạn có một hướng đi tốt đẹp nhất. Tạm biệt các bạn, uh, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hình, đồng hành với mình trong suốt thời gian qua, cảm ơn các bạn đã chịu lắng nghe mình. Và mong rằng Thật là mong rằng Chúng ta sẽ gặp nhau Tại nước Đức ha các bạn Cheers, Tạm biệt các bạn